Mô hình trình diễn có quy mô 7 ha nằm trong dự án tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. Mặc dù đầu vụ, điều kiện thời tiết có những đợt nắng nóng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, kết quả cho thấy giống lúa VNR20 thích ứng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, có khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận, đẻ nhánh nhiều và tập trung, chiều cao cây trung bình, có độ thuận đồng ruộng cao, trổ thoát tốt, số bông hữu hiệu trên khóm cao hơn so với giống cây đối chứng là Khang Dân 18. Giống VNR20 có thời gian sinh trưởng vụ mùa là 104 ngày, bông to, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt dạng thon dài, xếp xít, năng suất cao, dự kiến đạt hơn 70 tạ một hecta.